Già trẻ cũng như trồng cây non được tốt, sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Lời dạy của Bác Hồ luôn thôi thúc cô giáo Nguyễn Thị Hằng nỗ lực không ngừng trong nghề nuôi dạy trẻ gần 20 năm qua ở vùng gò đồi Hương Bình, Bình Điền của thị xã Hương Trà. Tình yêu nghề thực sự của cô giáo Hằng phần nào đã bù đắp lại những khó khăn, thiếu thốn, góp phần đưa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nơi đây đạt được nhiều thành quả đáng tự hào. Trong phóng sự sau, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hằng, một trong 17 gương mặt tiêu biểu của Đảng bộ Thừa Thiên Huế trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021. Rời trường mầm non Hương Bình mang theo niềm tự hào đã chung sức đưa ngôi trường này trở thành đơn vị mầm non đầu tiên của thị xã Hương Trà, vinh dự nhận huân chương lao động hạng 3. Đầu năm 2020, cô giáo Hằng đến nhận nhiệm vụ quản lý tại trường mới Bình Điền với khát vọng xây dựng một tập thể đoàn kết để đưa chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng đi lên. Về với môi trường mới là thì trước tiên thì mình cũng hòa nhập với lại cái đội ngũ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em trong nhà trường, rồi sau đó là tùy từng cái hoàn cảnh đặc thù của chị em để bố trí công việc, phân công công việc cho nó phù hợp với hoàn cảnh của từng người và cái năng lực của mỗi một người. Trên cơ sở của tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng sức đã tạo cái động lực cho bản thân em là có những cái bứt phá, gọi tạm thời như là giống như bứt phá để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Nếu như tạo dựng mối đoàn kết bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, phát huy được sức mạnh của một tập thể hơn 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thì sự gương mẫu của người lãnh đạo lại chính là ngọn lửa truyền nhiệt huyết, sự tận tâm với nghề và tình yêu trẻ. Thì bản thân trong công tác là thứ nhất là làm việc là phải có kế hoạch, xây dựng kế hoạch, rồi sau đó là triển khai trong chi bộ, triển khai trong nhà trường và để có cái sự trao đổi thống nhất đi đến cái thực hiện, nó có một cái tinh thần chung. Cái thứ hai nữa là tất cả mọi công việc là mình đều đi đầu, mình không kể mình là một lãnh đạo mà mình cứ coi mình là giống như là một người giáo viên bình thường và họ làm công việc gì thì mình cũng sẽ làm được những công việc đó. Và trong công việc, trong công tác là đã phân công công việc thì mình phải làm hoàn thành. Xây dựng tập thể đoàn kết và từng cá nhân gương mẫu cũng là hai trong số những đức tính phân việc cô giáo Hằng cảm thụ, học tập và làm theo Bác khi nhận nhiệm vụ quản lý ở bất cứ ngôi trường nào. Gắn bó với trường mới trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng đó cũng chính là khoảng thời gian nhà trường tận dụng để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục, vui chơi cho các cháu. Cùng với việc xây mới và sửa chữa 10 phòng học được đưa vào sử dụng đầu năm học này, lãnh đạo nhà trường đã làm tốt việc huy động nguồn lực xã hội hóa, cải tạo hơn 400 m2 sân chơi, tăng cường tổ chức môi trường giáo dục và đa dạng các hoạt động theo hướng cho trẻ được vui chơi trải nghiệm. Từ 37% cán bộ quản lý giáo viên đạt trên chuẩn năm học 2019-2020, đến nay đã tăng thêm 10%, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trong năm học tới. Những đổi thay rõ nét của trường mầm non Bình Điền tiếp nối cho nỗ lực bền bỉ của cô giáo Hằng trong hành trình gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp trong người ở các địa phương vùng núi của Hương Trà. Với cương vị là hiệu trưởng của nhà trường, thì cô đã cùng với tập thể nhà trường xây dựng cái môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, đã xây dựng cả khuôn viên, cơ sở vật chất và cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị trường học để đảm bảo trong cái việc là thực hiện lộ trình xây dựng trường Đại học quốc gia. Bên cạnh đó thì cùng với cái gương điển hình của mình thì cô đã cùng với tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường xây dựng được nhiều cái gương điển hình ở trong cái việc là thực hiện dạy tốt và học tốt trong nhà trường. Và đối với trường mầm non Bình Điền thì đấy là một trong những cái mô hình mà hướng đến thì phòng giáo dục và đào tạo đang là xây dựng để trở thành cái điển hình của ngành giáo dục và đào tạo thị xã ở bậc mầm non. Cái sự làm chỉ đạo của cô là rất là tâm huyết và rất là có những cái sự đổi mới, sáng tạo và nổi bật, đưa trường chúng em là đi lên về cả môi trường, về cả những cái chất lượng trong công tác chăm sóc giáo dục. Cô Hằng cũng đã phát huy hết cái vai trò của mình xây dựng cho trường một cái môi trường lành mạnh, đoàn kết. Các chị em cũng đã thể hiện được cái tình cảm của mình, giúp đỡ lẫn nhau và hoàn thành tốt tất cả các cái nhiệm vụ. Và đặc biệt hơn nữa là với cái môi trường làm việc là tích cực, lành mạnh thì các chị em là rất là thỏa mãn và cống hiến hết mình. có cái tâm huyết đối với nghề nghiệp trong nghề chăm sóc và nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Một ngày mới lại bắt đầu ở ngôi trường thân yêu. Trong rộn ràng tiếng nhạc, những bước chân nhỏ lại theo ba mẹ đến trường. Trước kia nói chung là cơ sở vật chất thì chưa đầy đủ, nhưng thời nay là thực chất là rất là đầy đủ, với thêm là rất là khang trang, sẽ là được xây những tủ sữa rất khang trang. Hay là giáo viên thì rất dày, rất tường tình, chăm sóc trẻ, nói chung là phụ huynh là cha mẹ là rất yên tâm. Các cô thì rất là thương yêu các cháu và hình thành cho các cháu được rất là nhiều cái kỹ năng. Trong đó là mình cũng có cháu là học một cháu lớn rồi, thì giờ chứ hiện tại cũng đang học rất tốt khi mà lên tiểu học. Việc các cô yêu thương và quan tâm thì làm cho mình rất là tự tin mà khi mà gửi con. Vinh dự nhận được nhiều bằng khen của cả cấp và của ngành, nhưng có lẽ sự tin yêu trọn vẹn của các bậc phụ huynh chính là nguồn động viên lớn lao mỗi ngày để cô giáo Nguyễn Thị Hằng và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn. Trước mắt là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 vào cuối năm nay.